Hiệp chào cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Rất là lâu rồi Hiệp không có quay trở lại Hiệp đặt bẫy chuột nha cả nhà. Do là bây giờ Hiệp đặt ếch á, nó dính ít nên Hiệp không có, tại vì bây giờ trái mùa á nha, nên đặt ếch nó dính ít nên Hiệp không có quay, Hiệp xóa clip rồi, Hiệp không có đăng lên. Thì bữa trước Hiệp cũng có đặt bẫy cá, cũng đăng lên, nói chung là Hiệp cuốn bẫy cá rồi cả nhà. Xịt quá, nước cạn quá, xịt quá, chỗ Hiệp đặt không được nên Hiệp cuốn lên rồi. Dính được mà mấy con cá trời bữa đó với cá lóc cứng, nói chung là bỏ cho thả chân lấy được con có trời bự, qua hôm sau Hiệp cũng thả chân luôn rồi. Hôm nay Hiệp đi bẫy chuột nghe nha, bẫy chuột cũng nhum. Hiệp đầu tư chục cái nè, lấy chục cái mới thôi, cái cũ Hiệp cũng còn nữa mà Hiệp làm biến lấy ra coi lại quá. Chiều nay Hiệp nói chung là mới vừa ngơ tay rảnh được chút á, Hiệp lấy bẫy chuột, Hiệp nướng khoai. Hiệp khoai thì Hiệp mua lâu rồi, Hiệp mua mấy bữa trước rồi mà Hiệp chưa có rảnh đặt á. Này Hiệp nướng rồi, Hiệp cắt ra, Hiệp đi đặt ngay nha. Đây đằng sau đây là cái xe bẫy chuột của Hiệp nè, Hiệp chở đi nè nha. Lâu rồi Hiệp không có quay clip, nhớ nghề quá nhà ơi. Anh em biết còn nhớ Hiệp không nữa. Đây là một cái mấy cái bẫy của Hiệp, nay Hiệp đặt chục cái nghe nha. Đây đây là bẫy của Hiệp nè, mồi hôm nay Hiệp là mồi khoai lang nghe nha, khoai lang Hiệp nướng, Hiệp nướng á. Không có màu gì nữa nha, Hiệp chỉ đặt như đây. Tại đồng của Hiệp ruộng lúa nhiều nên Hiệp không có đặt lúa nghe nha. Tại ruộng lúa nhiều đặt lúa nó cho chuột nó ngán. Đây cả bẫy của bên Hiệp thì Hiệp cũng có cung cấp mấy bẫy này, anh em có nhu cầu mua ủng hộ Hiệp thì liên hệ số điện thoại Hiệp để trên màn hình nha. Bẫy của Hiệp nè, bấm chân đảm bảo chất lượng nha. Lưới này lưới 28 kg nha, lưới phần hai 28 kg, lưới chống xét nha, chiều dài nó tầm 25, gần 25 cm nghe nha. Nhưng là bẫy này cũng bự, bẫy bự á. Đây bẫy chuột cũng nhung là hết sảy nha, mình xài phen nha, phen chống sảy. Rồi, để Hiệp đi lại đó Hiệp kiếm cái chỗ ngon ngon. Nói chung là mùa dưới Hiệp có đặt ở đây hết lần rồi. Ở chỗ dưới đó đó là có cái chỗ mà Hiệp đặt dính con chuột cũng nhung. Đây bây giờ Hiệp chui xuống dưới Hiệp coi có còn chỗ đó đặt còn được không. Được thì Hiệp đặt nghe nha. Nói chung là để Hiệp đặt luôn đi. Hiệp đi đặt nó hết trơn 10 cái này rồi ngày mai có thể Hiệp đặt dài đó rồi bọc qua sông luôn nghe. Chỗ nào ngon ngon Hiệp đặt. Tại lần đầu tiên Hiệp đặt á trong năm nay á, xuống mới xuất 7 lựa chỗ im để đặt coi tình hình nó sao. Rồi Hiệp chào cả nhà luôn, hẹn cả nhà sáng mai Hiệp đi thăm rồi cả nhà cùng theo dõi nha. Chào buổi sáng cả nhà nha. Sáng sớm mình đi thăm bẫy chuột cả nhà, thăm về xong rồi mình đóng gói cho anh em nữa. Con đường này quen thuộc, đám hàng trái cốc cả nhà. Cốc này mùa lũ mình đặt lập ếch, bây giờ nó tàn hết trơn rồi, nước lên lũ lên nó hư hết rồi nha. Cùng xuống mình thăm hai cái đầu tiên nha, sáng sương xuống lạnh quá lạnh. Hôm qua mình đặt cái dưới đây đầu tiên nè, không nghe nó kêu chắc không có, chạy rồi nha. Rồi quớt rồi, ngay dưới đây đâu. Ồ dưới đây sụp lụm đựng con ấy nhỉ, hai cái lụm đựng cái. Hai cái lụm đựng cái cũng được. Cái lụm đựng cái. Trời ơi, mình cầm á nha, mình quên đấy cái vụ cái phen
Dù cái phang mình cầm lên gì nè nha, cái nó lọt cái phang lên. Nãy mình lên cầm gì nè, cầm gì nó phang nó nhảy xuống, cầm gì cái phang nó lọt lên, phang nhảy lên cái đầu có nhâm chưa ra được, cái nhâm chà bá vậy nha. Uổng quá, uổng rồi, mới cái đầu tiên luôn, trời bó tài luôn. Bởi vì anh em cái bẫy phang này nó có cái lợi cũng có cái hại, nó dễ bị mình quên cái mình cầm lên gì là nó tông ra được đó nha. Còn cái bẫy mắp đó thì nó dính vô luôn, thì mỗi cái nó cũng có lợi cái hại thôi nha. Còn cái dưới đây thì nó không chạy rồi nè. Rồi mình chạy đây đằng khúc đằng này nha, đằng khúc đằng kia được chứ mùa trước mình có đặt, nhưng mà bây giờ người ta đốt nó khô hết trơn, thuốc độ khô hết trơn nên mà không có đặt, không thấy đường mòn luôn á, cái đường chuột đi luôn á, nên mình không đặt được. Đây cái đây nè, cái này là con năm ngoái mình đặt chạy nè, không biết năm nay sao rồi không chạy. Cái đường này cùi giờ nó khô hết trơn à. Như đây xong mình đặt trên đây có một cái, còn nhiêu đặt dưới, nãy giờ ba cái rồi đó, chạy một cái nhưng mà chạy có một cái à, còn mấy cái kia thất bại, hai cái thất bại, cái chạy mà bị sảy luôn rồi này. Ôi gì ta, bẫy này nhảy sập xuống mà nó không chạy à, trời ơi. Ông cóc nè, chỗ ngon của tôi, ốc ông vô, ốc ma ông vô, ông làm sập cái bẫy của mình, chịu con ốc ma này thiệt tình chứ. Đặt mấy bụi này, mấy bụi nghe ốc ma là dễ dính lắm. Bỏ mày đây đây, chục gom nhiều dưới đây mình có con gái nè. Đường này chuột cũng nhiều mà không biết có chuột cũng nhâm không, thấy con hang cũng nhâm đó. Rồi dính này, dính này, dính này, dính này hả nha, con chuột cũng nhâm nhỏ hí chứ, quá thế chuột cũng nhâm luôn rồi. Cái đằng kia mà nó không bị ấy là dính đó, quá thế này chuột cũng nhâm ngon cả nhà ơi. Qua đoạn nãy giờ tính ra nãy giờ là hai con, năm cá lọt chạy được hai con. Ồ, nhìn chà bá nha. Ồ, không 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 ghê nha. Bẫy này tôi cho mày phá, làm sao mày phá nổi, cái này làm sao phá nổi nha. À, để đây đây máng lên, lên đầu ta, để nó lật ngang cái là vậy, nó dãy cái nhà lật ngang cái là so dễ nhảy lắm. Năm cái chạy được hai cái, rồi cái này cụ bóp rồi, nó không chạy à. Này cô bắp rồi nha, dậy để đây đi. Này mình có, nói chung là mình đặt ở dưới mé này không à, trên đây mình không có đặt, ở trên đây kiếm đường khó quá. Này con cái à, ui da, trời trời, rồi không chạy luôn, không chạy luôn nha. Quá đầu luôn, một cái bộ này nè,
nay 10 cái chạy mới 2 cái quá dở. Rổ này cũng không chạy luôn. Đây chắc bị anh em đập hết rồi. Ô này sập mà nó không. Nó sập mà nó không vô ta. Này sập bẫy mà nó không chạy. Ồ, quá dở nha. Bữa nay thịt gà quá dở, quá thất bại. 10 cái chạy được 2 cái. Chạy được 2 cái mà bị sức hết cái nữa chứ. Bó tay thiệt. Rồi, tổng cộng bữa nay 2 4 6 8 9 10 cái đủ nữa nha. Chạy được 2 cái. Một cái còn không sót. Còn cái kia nó dở lên chứ nó đi mất tiêu luôn. Bó tay cả nhà. Được 2 con, lúc lẽ bữa nay được 2 con này tầm gần ký. Mấy con gần ký rồi, bữa nay ấm hiểm rồi. Có đồ ăn nè. Ai ngờ. Con nữa nha. À, thì video tới đây cũng kết thúc nha. Nói chung là video vlog quá cả nhà thì tùy bữa nha. Bữa trúng bữa thắt, bữa chạy ít bữa chạy nhiều. Nên không có thể nào mà mình đón trước được thì mình ra clip á. Mình chạy ít hay chạy nhiều thì anh em thông cảm tí nha. Chạy nhiều thì anh em coi sướng mắt, chạy ít thì anh em cũng coi giải trí nha. Chứ Hiệp không có cắt ghép này nọ đồ để dụ như Hiệp đặt 20 cái mà Hiệp thăm dính 5 cái Hiệp quay lên Hiệp nói Hiệp đặt 10 cái Hiệp dính 5 cái không có gì ngay nha. Hiệp đặt 10 cái không, 10 cái Hiệp dính 2 cái với mấy cái kia nó bị chảy rồi nha. Và video đến đây cũng kết thúc nha. Chào tạm biệt cả nhà luôn, hẹn cả nhà những clip mình bẫy chuột lần sau nha. Bye bye cả nhà.